Và để bài trang đốt cháy hoàn toàn mà gam hormone X gồm có chi stearin, chi palmitin và chi olein cần dùng vừa đủ 68,656 lít khí oxy đo điều kiện tiêu chuẩn. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 48,384 lít khí CO2 đo điều kiện tiêu chuẩn và 36,9 gam nước. À, nếu cũng đem M gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đun nóng thì sau phản ứng thu được A gam hỗn hợp muối và các hỗn hợp muối của các axit béo. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, giá trị của A bằng bao nhiêu? Đối với bài tập này chúng ta sẽ tư duy như sau này. Ở đây gồm có anh chi stearin, chi palmitin và chi olein thì cả ba này đều là chất béo. Và khi anh này cả ba này đều là chất béo thì nó sẽ có cái dạng là C bao nhiêu mình không rõ, H bao nhiêu không rõ, nhưng chắc chắn ở đây sẽ là O6. Anh này tiến hành hai thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất đó là người ta cho đốt trong oxy thì sẽ thu đây là CO2 và H2O. Ở thí nghiệm thứ hai thì người ta cho cái lượng chất béo này cho tác dụng với NaOH, cho tác dụng với NaOH thì thu được đây đó là muối, và glycerol, ở đây sẽ là C3H5OH tất cả 3 lần như này. Số mol của CO2 đầu bài cho, số mol nước đầu bài cũng cho và số mol oxy đầu bài cũng cho. Số mol của oxy ở đây là 68,656, 68,656 chia 24 thì bằng 3,065. 3,065 mol. Số mol của CO2 sẽ là 48,384 chia 24 thì bằng 2,16. 2,16 mol. Số mol nước thì bằng 36,9. 36,9 chia cho 18 thì số mol của nước sẽ là bằng 0,2,05 mol. Thế vậy dễ dàng chúng ta sẽ bảo toàn khối lượng này. Ở đây mình sẽ bảo toàn khối lượng, thì mình sẽ có ngay được khối lượng của chất béo. Khối lượng chất béo thì bằng CO2, khối lượng CO2 cộng khối lượng nước trừ đi oxy. Thì cái này sẽ là 2,16 nhân 44 cộng với 2,05 nhân 18 trừ đi oxy là 3,065 nhân 32. Thì thấy ra được khối lượng của chất béo bằng 33,86 33,86 gam. Và thứ hai thầy bảo toàn oxy. Bảo toàn oxy thì thầy sẽ ra được số mol của chất béo sẽ bằng. Ở đây thì oxy oxy đốt biết này, CO2 biết này, nước biết này thì 2,16 nhân 2 này. Nhân 2 này cộng với 2,05 trừ đi oxy đốt là 3,065 nhân đôi chia cho 6. Đây, chất béo chúng ta có 6 oxy mà thì chia cho 6 thì đành anh chất béo sẽ bằng 0,04 mol. 0,04 mol. Và từ đó mình sẽ dễ dàng suy ra được M của muối. M của muối thì sẽ bằng M chất béo. M chất béo cộng với 28 lần số mol của chất béo. Đây là công thức mà thầy đã xây dựng ở cái phần phương pháp giải rồi. Thì các bạn có thể xem lại nhé. Ở đây thì mình sẽ có như sau này. Chất béo mà chất béo mình có thôi, 33,86, 33,86 cộng với 28 lần số mol chất béo 0,04, 0,04 và sẽ bằng 33,86 này cộng với 0,04 nhân với 28 thì bằng 34,98 và mình sẽ khoanh là đáp án C.